Thầy xin chào toàn thể các em, rất vui được gặp lại các em trong buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay thầy sẽ mang đến cho các em một điều rất là thú vị. Đó là thầy sẽ hướng dẫn các em làm một trò ảo thuật. Trò ảo thuật này tuy là đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Các em hãy chú ý quan sát nhé. Thầy có hai chiếc cốc. Chiếc cốc bên tay trái của thầy không có nước và chiếc cốc bên tay phải có nước màu nâu. Các em có thể nhìn thấy đúng không? Bây giờ thầy sẽ biến hóa để nước bên tay phải này sẽ sang hết chiếc cốc bên tay trái không có nước này. Các em hãy chú ý này. Thầy đếm 1 đến 3, chiếc nước ở cốc bên này sẽ tự động chảy sang bên này. 1, 2, 3. Nào, các em thấy ảo thuật của thầy có hay không? Nếu mà hay thì các em hãy chú ý đón xem những buổi dạy học online tiếp theo nhé. Xin lỗi mọi người, lúc nãy mình có giả vờ đóng vai thầy giáo dạy online. Nhưng thực ra là mình muốn test cái mic mới mua này, cái mic cài áo này. Mọi người xem tiếng của nó có ổn không nhá.